vị khán giả, quý phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình Tư vấn hướng nghiệp xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2024 với chủ đề Tiếp bước trường thi. Chương trình do Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, VNPT Bạc Liêu và kênh Tuyển sinh hướng nghiệp cùng thực hiện. Chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và trên các trang tuyển sinh hướng nghiệp.vn và trên các nền tảng khác của kênh tuyển sinh hướng nghiệp YouTube, Facebook. Và kính thưa quý vị, cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đang đến rất gần với các bạn học sinh lớp 12 trong cả nước. Một kỳ thi không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông mà còn là cơ hội để giúp các bạn học sinh có thể xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng hàng năm. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chính thức công bố quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, quy chế sẽ giữ vững ổn định giống như trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên mà các bạn học sinh đăng ký dự thi cho nên không tránh khỏi những lo lắng. Vậy thì các bạn học sinh lớp 12 sẽ cần lưu ý những gì khi tham dự kỳ thi? Bên cạnh đó, trong đợt xét tuyển Đại học Cao đẳng năm nay, các bạn cũng không tránh khỏi những băn khoăn lo lắng về việc chọn ngành, chọn trường và tìm hiểu các quy định về tuyển sinh. Vậy thì các bạn thí sinh sẽ cần nắm chắc, hiểu rõ những gì về quy định tuyển sinh năm nay cũng như giúp cho các bạn gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường cao đẳng đại học của mình. Bích Ngọc xin phép được mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cùng theo dõi những nội dung này thông qua các cuộc gặp gỡ với các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng ta hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Thuật, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp VNPT Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Quang, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc An, Trưởng ban Trị sự Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Và tham gia buổi tư vấn chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Thanh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Cửu Long. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Thí Liễu, Phó Giám đốc Thường trực Phân hiệu Vĩnh Long Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thẩm, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến. Vâng, và đặc biệt là sự có mặt của quý thầy cô và các bạn học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Bạc Liêu. Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu. Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả các bạn, xin cảm ơn những tràng pháo tay của các bạn dành cho chương trình Tiếp bước trường thi. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu sẽ lên phát biểu dặn dò các bạn học sinh trong tỉnh trước kỳ thi quan trọng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý thầy cô, đại diện cho các trường đại học trong cả nước. Kính thưa đại diện của tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh có mặt trong cái buổi tư vấn chiều nay. Chúng ta đều biết là trải nghiệm hướng nghiệp là một trong những cái hoạt động mà rất quan trọng trong trường phổ thông.
Tuy nhiên đó thì trong cái phạm vi năng lực của mình thì chúng tôi cũng ý thức được là các cái cơ sở giáo dục phổ thông thì cũng chỉ mới làm tốt được cái chương trình giảng dạy về trải nghiệm hướng nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Muốn cái hoạt động này được nâng lên ở một cái tầm cao hơn, các em học sinh, nhất là học sinh khối 12 hoặc là khối 11 liên kề có được những cái thông tin quan trọng để có thể sớm xác định cho mình được một cái ngành nghề phù hợp để đăng ký dự thi và theo đuổi trong tương lai, là một cái yêu cầu rất là lớn và rất là cần được cái sự trợ giúp, sự hỗ trợ từ phía các trường đại học, các cái cơ quan thông tin báo chí. Trong nhiều năm qua đó thì báo cáo với quý thầy cô và các em là tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thì luôn cùng với các trường đại học cao đẳng trong cả nước và đã có cái sự phối hợp rất là tốt với ngành giáo dục của chúng ta trong việc tổ chức các cái hoạt động này. Và cái hoạt động này ngày hôm nay đó là một trong những cái buổi mà chúng ta tiếp nối các cái chương trình đã diễn ra rất là thành công trong các năm trước đây. Thì với cái ý nghĩa đó đó thì chiều nay thì tôi cũng rất mong các thầy cô sẽ hỗ trợ, các em sẽ tập trung cao để chúng ta tham dự cái buổi tư vấn này đạt cái kết quả thật là tốt. Tôi cũng mong là các em sẽ nhiệt tình hưởng ứng và đặt nhiều câu hỏi đối với ban tư vấn, đối với các thầy các cô đến từ các trường đại học. Và qua đó, đó thì chúng ta không chỉ nhận được thông tin, mà tôi cũng hy vọng là các em sẽ còn học thêm được nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng từ cái buổi tư vấn này. Và những kiến thức đó chắc chắn là sẽ phục vụ thiết thực cho cái việc các em chọn ngành nghề và đăng ký dự tuyển vào các cái trường đại học trong cái thời gian sắp tới. Cuối cùng thì xin được kính chúc quý thầy quý cô trong ban tư vấn, kính chúc đại diện của tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, chúc các thầy các cô đến từ các trường chuyên Bạc Liêu, Phan Ngọc Hiển và các em học sinh thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công, và chúc cho cái buổi tư vấn của chúng ta thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu. Và kính thưa quý vị, đến giữa chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy Trương Công Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Bạc Liêu. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của các bạn ạ. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với các vị khách mời thì nhằm giúp cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tìm hiểu, tra cứu thông tin ngành nghề và điểm chuẩn của các trường đại học cao đẳng trên cả nước được dễ dàng hơn, ngay sau đây Bích Ngọc xin phép được mời tất cả cùng theo dõi một đoạn video clip. Tập vào ngày 9 tháng 3 năm 2006, tuyển sinh tốt nghiệp Tây Đô Tọa Lạc tại số 68. Với mục tiêu giúp các bạn học sinh cũng như phụ huynh có thể dễ dàng tìm kiếm một trường học tập, một ngành nghề phù hợp để theo đuổi ước mơ cũng như đạt được thành công trong tương lai. Kênh tuyển sinh hướng nghiệp, tuyểnsinhhướngnghiệp.vn là cổng tra cứu các thông tin liên quan đến định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn ngành, chọn trường, điểm chuẩn các năm, thông tin tuyển sinh của tất cả các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc, được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều website của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và các trường đại học cao đẳng. Để giúp các bạn thí sinh có thêm nhiều thông tin tham khảo trước khi quyết định lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực và sở thích, chúng tôi cung cấp nội dung đào tạo của các ngành nghề ở những bậc học khác nhau, cũng như chương trình, nơi đào tạo khác nhau cho các bạn dễ dàng so sánh, lựa chọn. Các bạn thí sinh sắp tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng hàng năm cũng có thể tìm thấy tại đây mọi thông tin cần thiết cho việc làm hồ sơ tuyển sinh và cách chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Các thông tin phong phú và chính xác liên quan đến điểm sàn, điểm chuẩn, đề thi, đáp án cũng được cung cấp kịp thời để các bạn thí sinh tham khảo. Bên cạnh đó, kênh tuyển sinh hướng nghiệp còn chia sẻ những bài viết phân tích tư vấn kinh nghiệm thực tế đến từ các chuyên gia hướng nghiệp, tâm lý, sức khỏe, các thầy cô giáo làm công tác hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông, nhằm xây dựng kênh tuyển sinh hướng nghiệp, tuyểnsinhhướngnghiệp.vn trở thành một nơi hoạch định cuộc đời cho các bạn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
tuyển sinh hướng nghiệp, tuyểnsinhhuongnghiep.vn. Rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của tất cả các trường đại học, cao đẳng trong việc cung cấp những thông tin tuyển sinh mới nhất đến thí sinh. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hệ thống online và các nền tảng fanpage YouTube chính thức của chương trình Tư vấn hướng nghiệp xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024 với chủ đề Tiếp bước trường thi đã sẵn sàng mở ra và đón nhận những cuộc gọi và tương tác của quý vị dành cho chương trình. Ngay sau đây xin được mời quý vị khán giả quan tâm đến chủ đề của chương trình chiều ngày hôm nay, hãy gọi điện thoại về các số điện thoại sau: 0902 870 779, 0909 430 902, và hãy mạnh dạn tương tác với chương trình thông qua fanpage và YouTube kênh tuyển sinh hướng nghiệp. Đặc biệt với các bạn học sinh đang có mặt ngay tại hội trường chiều ngày hôm nay, các bạn hãy giơ tay đặt câu hỏi với ban tư vấn hoặc có thể gửi câu hỏi thông qua phiếu đặt câu hỏi. Hy vọng là những câu hỏi của các bạn sẽ được giải đáp hết trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi mời các bạn học sinh đặt câu hỏi với ban tư vấn thì Bích Ngọc xin phép được trao đổi với các vị khách mời một số nội dung quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, như phần đầu của chương trình thì Bích Ngọc cũng đã đề cập với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quy chế thi năm nay. Theo đó thì kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định giống như năm ngoái, năm 2023. Tuy nhiên có những điều cần lưu ý gì mà các bạn học sinh lớp 12 cần nhớ, xin thầy có thể chia sẻ để giúp cho các bạn học sinh của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và học sinh cả nước được nắm ạ. Xin được mời thầy. Kính thưa thầy Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh tỉnh Bạc Liêu thân mến. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Và chính vì vậy thì ngay từ đầu năm học, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố là sẽ giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vì việc giữ ổn định đó là giữ ổn định trong cả ba khâu chính của kỳ thi, từ khâu tổ chức thi cho tới đề thi cho tới xét tốt nghiệp. Và cách đây 2 tuần thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chính thức ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cách đây 1 tuần thì Bộ cũng đã công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do vậy thì đến thời điểm này thì tất cả các nội dung chính thức liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã được ban hành. Theo đó thì cái khâu tổ chức thi thì học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 2 tháng 5 cho tới 5 giờ chiều ngày 10 tháng 5. Ngày thi thì hai ngày thi chính thức là ngày 27 và 28 tháng 6. Như vậy cũng giữ ổn định như năm 2023. Về đề thi thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong đó thì cũng giữ nguyên định dạng, giữ nguyên cấu trúc của đề thi. Học sinh có thể tham khảo để có thể có kế hoạch ôn tập phù hợp cho mình. Về xét tốt nghiệp thì theo dự kiến, kết quả điểm thi sẽ được công bố trước 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7. Và công thức tính điểm xét tốt nghiệp thì vẫn giữ như những năm trước. Theo đó thì điểm xét tốt nghiệp sẽ dựa trên 70% là điểm thi của 4 bài thi tốt nghiệp và 30% là điểm trung bình của năm lớp 12. Thì kỳ thi tốt nghiệp rất quan trọng ở chỗ là chỉ có các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông mới được xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Do vậy thì các em cần nỗ lực vượt qua kỳ thi để chúng ta có thể tiếp tục cái việc là xét tuyển vào các trường đại học. Năm 2023 thì tỉnh Bạc Liêu chúng ta là một trong những tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất nước, với tỷ lệ tốt nghiệp lên đến 99,72%. Và tôi tin là năm nay các em cũng sẽ tốt nghiệp vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách dễ dàng với tỷ lệ tốt nghiệp cao để chúng ta có thể tiếp tục tham gia xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa đã đưa ra những lưu ý cũng như là một thông tin mà chị Ngọc nghĩ là hết sức thú vị, đó là tỉnh Bạc Liêu đã có một cái tỷ lệ tốt nghiệp năm 2023 rất cao là 99,72%, và chị Ngọc cũng hy vọng là năm nay tỉnh Bạc Liêu sẽ có con số cao hơn năm ngoái nữa nhé các bạn. Và kính thưa quý vị, theo như kết quả xét tuyển ở phương thức trong năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và thống kê thì phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét kết quả học tập bậc
trung học phổ thông có tỷ lệ sử dụng để đăng ký xét tuyển đại học thuộc nhóm cao nhất ở khoảng gần 80%. Tuy nhiên, ở thời điểm này khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa diễn ra thì phương thức xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông đang được các trường nhận hồ sơ đăng ký. Vậy thì phương thức này trong năm nay sẽ tiếp tục là phương thức cùng với việc xét điểm thi tốt nghiệp phổ thông trở thành cách tuyển sinh chủ yếu các trường đại học hay không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình thức xét tuyển ở phương thức này thông qua chia sẻ đại diện của các trường đại học có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên Ngọc xin phép được mời thạc sĩ Phạm Dẫn Nguyên, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Không biết trường của mình thì phương thức xét tuyển sớm này như thế nào thưa thầy? Vâng, xin được cảm ơn MC Bích Ngọc và lời đầu tiên gửi chào tới quý khán giả, quý phụ huynh và các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình truyền trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu. Kính chào quý đại biểu, quý thầy cô đại diện các trường trung học phổ thông, các thầy cô trong ban tư vấn và đặc biệt gửi lời chào tới tất cả các bạn học sinh rất là thân thiện năng động của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang có mặt trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chào tất cả các bạn. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thì Bộ sẽ không ban hành quy chế mới. Và như vậy sẽ có thể một số cái thông tin điều chỉnh và bổ sung cái thông tư sắp tới. Và hiện nay thì các trường đại học đã công bố cái đề án tuyển sinh dự kiến năm 2024. Và theo đó thì các trường sử dụng rất nhiều những phương thức xét tuyển khác nhau. Xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực hoặc là kỳ thi riêng của các trường đại học. Và bên cạnh đó thì xét tuyển về học bạ. Như vậy thì ngoài cái phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì những phương thức xét tuyển còn lại gọi là phương thức xét tuyển sớm. Và đối với phương thức xét tuyển sớm thì năm nay các bạn có thể đăng ký nhiều đợt ở các cái trường đại học. Và mỗi trường sẽ có một cái thông tin riêng, thời gian riêng và cách thức để nộp hồ sơ và hướng dẫn nộp hồ sơ. Cho nên các bạn phải tìm hiểu chi tiết ở từng trường và website của từng trường để biết các đợt và hướng dẫn để đăng ký cho nó phù hợp. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UF thì được biết đến là trường đại học song ngữ quốc tế trên 50% chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Và UF cũng được biết đến là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu đào tạo các lĩnh vực về kinh tế, tài chính, quản trị, dịch vụ, ngôn ngữ, luật, truyền thông, marketing và công nghệ thông tin. Năm 2024, nhà trường tuyển sinh 36 ngành với 4 phương thức xét tuyển. Một là theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là xét tuyển theo học bạ với tổ hợp 3 môn năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên. Và thứ tư là xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông với điểm trung bình của 3 học kỳ, gồm 2 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên. Các phương thức xét tuyển này là độc lập nhưng khi học là học chung với nhau, giá trị bằng cấp như nhau và không có bất cứ một sự phân biệt nào. Các bạn thí sinh có thể lựa chọn một trong các phương thức hoặc tất cả các phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển của mình. Hồ sơ xét tuyển sớm bằng học bạ gồm có một đó là mẫu đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường. Các bạn có thể download trên website của trường là uf.edu.vn. Thứ hai đó là bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông của các bạn. Thứ ba đó là bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Và thứ tư là giấy tờ ưu tiên nếu có. Thì các hồ sơ này các bạn có thể nộp trực tiếp ở tại UF, các bạn có thể gửi qua đường bưu điện hoặc các bạn cũng có thể nộp online. Các phương thức xét tuyển và các hình thức nộp hồ sơ là có giá trị như nhau. Các bạn có thể lựa chọn những phương thức và cách nộp hồ sơ một cách tốt nhất. Và năm nay tất cả các phương thức xét tuyển thì nhà trường đều dành cho các bạn học bổng không giới hạn. Nếu các bạn sử dụng các mức điểm khác nhau, các bạn trúng tuyển vào UF, các bạn nhận mức học bổng 25%, 50% và 100%. Bên cạnh đó, các bạn là con em ruột của các thầy cô đang công tác tại các sở giáo dục đào tạo hoặc các trường trung học phổ thông. Các bạn trúng tuyển vào bất cứ ngành nào ở tại UF thì các bạn nhận mức học bổng là 40% duy trì toàn khóa học mà không bắt buộc duy trì về mức điểm. Bên cạnh đó, các bạn có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 6.0 trở lên, các bạn sẽ nhận mức học bổng là 25%. Từ 6.5 trở lên nhận mức học bổng là 50% và nếu xuất sắc 7.5 trở lên các bạn nhận mức học bổng là 100%. Năm nay thì có các chương trình học bổng tài năng, các bạn tham gia các cuộc thi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hoặc là các bạn tham gia học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên trúng tuyển vào bất cứ ngành nào ở tại UF thì các bạn cũng sẽ nhận các mức học bổng là 25%, 50%, 75% và 100%. Đặc biệt đó là học bổng doanh nghiệp dành cho 17 ngành gồm ngành công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, thương mại điện tử, khoa học dữ liệu, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, kỹ thuật phần mềm, hay những ngành về du lịch, nhà hàng, khách sạn, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, quản trị sự kiện hay tâm lý học. Các bạn trúng tuyển vào những ngành này, doanh nghiệp đã tài trợ 35% học bổng duy trì toàn khóa học mà không bắt buộc duy trì về mức điểm. Trong những năm vừa qua, tỉnh Bạc Liêu của chúng ta cũng là một trong những tỉnh có thí sinh đang theo học rất đông ở tại UF. Và khi chọn UF thì chắc chắn các bạn sẽ có chuyên môn các vững, ngoại ngữ tin học các bạn giỏi, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp của các bạn đủ sức cạnh tranh với nguồn nhân lực trong nước và quốc tế. Các thông tin này các bạn có thể truy cập vào website của trường là uf.edu.vn hoặc số điện thoại là 028 7108 5555. Chúc cho các bạn tự tin, bản lĩnh và thành công với nghề nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Nguyên rất nhiều.
Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về phương thức xét tuyển sớm này ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền, ở thời điểm này thì trường của mình đã nhận hồ sơ xét tuyển sớm chưa? Và phương thức điều kiện xét tuyển của nhà trường trong năm nay là gì thưa thầy? Cảm ơn MC. Trước hết, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rất vinh dự được cùng với báo Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tham dự cái chương trình tư vấn hướng nghiệp xét tuyển đại học 2023-2024 tại Bạc Liêu. Thì về chương trình thì hiện nay trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh á, là một trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, như vậy trường đại học công lập trong hệ thống tất cả các tổ chức đại học công lập tại Việt Nam. Thì chúng tôi năm nay cũng có 4 phương thức xét tuyển. Phương thức xét tuyển thứ nhất là xét tuyển từ cái điểm tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học mà sắp tới các bạn sẽ tham gia. Thứ hai là chúng tôi xét tuyển về học phương thức học bạ. Thì đợt một này sẽ kéo dài, đã mở hồ sơ, và đợt một kéo dài đến 29 tháng 4, và đợt hai từ 3 năm đến 28 tháng 6. Phương thức thứ ba là chúng tôi xét tuyển dựa trên cái kỳ thi năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức thứ tư là tuyển thẳng theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì hiện nay phương thức hai là tuyển học bạ, nhà trường đã mở trên cổng tuyển sinh của trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn học sinh ở Bạc Liêu có thể tham gia tìm hiểu và thể đăng ký trực tuyến, nộp hồ sơ tại 236 B Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở chính của trường. Đồng thời có thể là nộp qua bưu điện. Một lần nữa xin cảm ơn MC và cảm ơn tất cả các bạn học sinh. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Huỳnh Quyền rất nhiều ạ. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề này với trường Đại học Cửu Long ạ. Thưa thạc sĩ Lê Thanh Vũ, ở trường Đại học Cửu Long của chúng ta thì dự kiến sẽ dành bao nhiêu phần trăm cho chỉ tiêu phương thức xét tuyển bằng học bạ? Và đây có phải là phương thức xét tuyển trọng yếu, chủ yếu của trường mình không thưa thầy? Mến chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình Bạc Liêu và cũng như tại hội trường của chúng ta. Năm 2024 này thì trường Đại học Cửu Long sẽ dành 60%. Chỉ tiêu của mình dành cho cái phương thức tuyển sinh sớm, và chúng tôi có đưa ra rất nhiều cách xét để cho các em có nhiều sự lựa chọn để mình chọn được một cái tổ hợp tối ưu nhất, một cái cách xét tối ưu nhất để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường Đại học Cửu Long. Thì trong đó từ tháng 2 cho đến hết tháng 4 là chúng tôi áp dụng phương thức xét tuyển học bạ ở các cái cách như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy tổng điểm của hai học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Nếu như điểm trung bình của hai học kỳ này tính tổng điểm hoặc tổng tổ hợp môn mà các em đạt từ 6 chấm trở lên, các em có cơ hội trúng tuyển vào trường Đại học Cửu Long theo phương thức này, trừ cái khối ngành sức khỏe là đối với các ngành như điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, hậu sinh v.v. hoặc là loại giỏi đối với các em là muốn học dược. Rồi cái cách thứ hai là chúng tôi sẽ xét cái tổng điểm năm lớp 12 của các em hoặc là cái tổ hợp môn lớp 12 của các em. Thì cái điểm số vẫn tương tự như vậy và vẫn theo bố cục xét như vậy. Rồi chúng tôi sẽ đưa ra những cái cách xét theo cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em, theo cái điểm thi kết quả, điểm thi trung học phổ thông. Khi các bạn đạt được các cái điều kiện về mặt điểm số thì chúng tôi sẽ có những cái thông báo gửi về đến tận trường hoặc tận nhà theo địa chỉ của các em. Và để cho các em dễ dàng thuận tiện trong việc xét tuyển sinh sớm này, thì đối với các em đang ngồi tại hội trường này, các em xem trên bìa quyển tập thông tin tuyển sinh mà chúng tôi gửi cho các em có cái mã QR. Các em chỉ cần mở điện thoại lên, quét cái mã QR này, nhập các cái thông tin của mình vào cái mục là tuyển xét tuyển online, thì các em sẽ nhận được cái kết quả xét tuyển sau đó. Còn đối với các bạn đang theo dõi trên sóng truyền hình thì các bạn vào thẳng trang tuyển sinh.mku.edu.vn, nhập đầy đủ thông tin của mình vào cái mục xét tuyển online, thì sau đó chúng tôi sẽ có bộ phận liên hệ và trả kết quả cho các em. Còn những cái thông tin các em cần tìm hiểu chuyên sâu về các ngành nghề đào tạo của trường Đại học Cửu Long, các em có thể vào website mku.edu.vn hoặc là liên hệ với chúng tôi trung tâm tuyển sinh và truyền thông qua hai số điện thoại 02703-832-538, 0944-707-787. Chúng tôi sẽ có bộ phận tư vấn cho các em. Cuối cùng thì chúc cho các em luôn luôn mạnh khỏe, học tập thật tốt, thi đạt kết quả thật cao và chọn được
cái ngành mình yêu thích, ngôi trường mình yêu thích để mình học tập và mình thành công. Mến chào các em. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Vũ rất nhiều ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này với trường Đại học Văn Hiến ạ. Thưa thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, ở thời điểm này trường Đại học Văn Hiến của chúng ta đã nhận hồ sơ xét tuyển sớm chưa ạ? Và phương thức điều kiện xét tuyển của nhà trường trong năm 2024 có khác gì so với năm 2023 thưa thầy? Vâng, xin cảm ơn MC. Đầu tiên cho Đại học Văn Hiến gửi chào trân trọng đến quý thầy cô, quý vị đại biểu và tất cả các bạn học sinh chúng ta đã có mặt đông đủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô cũng như tất cả các bạn, chúng ta đã vừa nghe các thầy cô của các trường nói về cái phương thức xét tuyển. Có thể nói thì tới thời điểm hiện tại tất cả các trường đều luôn tạo điều kiện tốt nhất để giúp các bạn chúng ta tiếp tục thực hiện ước mơ học tập lên cái bậc đại học của mình. Thì có thể nói phương thức xét tuyển học bạ mà các bạn được nghe đấy, nó là một cái điều kiện mà có thể nói trước đây chưa từng có. Với cái thời của các thầy cô ngồi đây ấy, thì không có chuyện xét tuyển học bạ đâu ạ. Tất cả phải thi, chúng ta trải qua các kỳ thi. Và với các kỳ thi đó là một cái áp lực không nhỏ. Càng về sau này càng thay đổi thì các bạn thấy rằng chúng ta chỉ cần thi một kỳ thi duy nhất thôi. Thầy Nghĩa có nhắc chúng ta là chúng ta thi ngày nào chúng ta nhớ rồi đúng không ạ? Các bạn chỉ cần vượt qua kỳ thi đó là chúng ta có đầy đủ điều kiện để mình có thể là tham gia xét tuyển vào các trường ở rất nhiều các hình thức. Nhưng mà để đạt được cái điều đó thì cái đầu tiên các bạn phải cần đó là cái gì? Đó chính là cái việc chúng ta phải ôn tập thật tốt và thi đậu chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy là cái mốc đầu tiên, đúng không ạ? Khi nào các bạn cầm trên tay cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, khi đó chúng ta mới yên tâm là mình sẽ đi học tiếp ở trường nào. Lúc đó suy nghĩ lựa chọn tiếp tục một cách chắc chắn cũng chưa muộn. Thì ở Đại học Văn Hiến cũng vậy. Về phương thức xét tuyển học bạ thì các bạn có thể thấy trong cái thông tin tuyển sinh mà lúc nãy có gửi đến tay các bạn ấy, các bạn cầm lên trong tay một cái xếp, một cái nó hơi dài dài một chút, cũng là chúng ta thấy trong đó. Thầy sẽ không nói thêm về cái phương thức này. Ở Văn Hiến thì có thêm một cái phương thức, bởi vì nó có một số ngành đặc thù, thì đó là piano và thanh nhạc. Với cái ngành này thì chúng ta không xét tuyển một cách bình thường mà là vừa xét tuyển vừa thi tuyển. Piano thanh nhạc là một ngành năng khiếu các bạn. Chúng ta phải thêm cái phần năng khiếu nữa. Nếu mà năng khiếu mà chúng ta học thanh nhạc thì các bạn sẽ có thời gian ôn tập và thi trực tiếp với giảng viên qua để xác định rằng năng lực chúng ta có đủ không. Học thanh nhạc thì chắc chắn không thể nào hát như một con vịt được, đúng không ạ? Giọng hát phải thật hay, phải có năng khiếu từ nhỏ, từ năm học thanh nhạc. Hoặc piano cũng vậy, chí ít chúng ta phải đánh được một cái bài đơn giản. Thì mặc dù cái phần thi này á, thì sẽ có thầy cô hướng dẫn cho chúng ta một thời gian cố định nào đó thì chúng ta sẽ thi, thi trực tiếp tại khoa, hoặc với các bạn ở điều kiện xa thì chúng ta có thể thi online. Đó là cái phương thức mà nó khác biệt một chút đối với cái nhóm ngành mà nó mang tính chất là nó thiên về cái năng khiếu. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái thông tin khác ở trong cái thông tin tuyển sinh được gửi các bạn, thì các bạn có thể tranh thủ xem trong đó, và có chỗ nào chúng ta chưa nắm thì các bạn có thể hỏi trực tiếp thầy ngay sau đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Nguyễn Phương của trường Đại học Văn Hiến ạ. Và kính thưa quý vị, trước khi đến phần đặt câu hỏi của các bạn ngay tại chỗ thì Vĩnh Ngọc xin phép được mời quý vị phụ huynh và các bạn cùng theo dõi một đoạn video clip để có thể có thêm được những thông tin trong việc tra cứu các ngành nghề và điểm chuẩn của các trường đại học cao đẳng trong cả nước một cách dễ dàng hơn. Xin mời quý vị ạ. Được thành lập vào ngày 9 tháng 3 năm 2006, trường Đại học Tây Đô tọa lạc tại số 68 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Đăng, thành phố Cần Thơ. Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, môi trường học tập năng động, sáng tạo cùng với cơ sở vật chất hiện đại. Trường đào tạo đa ngành, đa bậc, đa hệ. Ở bậc tiến sĩ được đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ở bậc thạc sĩ, trường đào tạo dược lý và dược lâm sàng, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, luật kinh tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trường đào tạo các ngành đại học hệ chính quy, dược học, hóa học chuyên ngành hóa dược, điều dưỡng, dinh dưỡng, luật kinh tế, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, quản lý đất đai, nuôi trồng thủy sản, ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, du lịch, văn học, văn hóa học, quản lý tài nguyên và môi trường, thú y, chăn nuôi.
Đại học Tây Đô sử dụng 3 hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh đã tốt nghiệp ở các năm và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Luôn nắm bắt xu hướng mới của thị trường lao động, Đại học Tây Đô có mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy thực tế, thực tập tốt nghiệp và tuyển dụng. Sinh viên được tạo điều kiện vận dụng những kiến thức được học vào môi trường công việc thực tiễn ngay trong quá trình học. Mô hình hợp tác toàn diện giữa nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, trường Đại học Tây Đô vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích xuất sắc mà trường đã làm được trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với việc đa dạng các hình thức tuyển sinh, cánh cổng trường Đại học Tây Đô đã đến gần hơn với các thí sinh, đào tạo cho xã hội những con người trí tuệ, năng động, sáng tạo là mục tiêu hàng đầu mà trường Đại học Tây Đô luôn hướng đến. Đại học Tây Đô, trí tuệ, sáng tạo, năng động, đổi mới. Cơ sở giáo dục uy tín của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trường Đại học Nam Cần Thơ. Hiện nay, trường Đại học Nam Cần Thơ là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc, đa lĩnh vực, cùng chương trình liên kết quốc tế chất lượng cao, được chia thành các nhóm ngành như sức khỏe, kinh tế quản trị, xã hội và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, kiến trúc, xây dựng và môi trường. Cùng với đó là đa dạng các phương thức xét tuyển cho thí sinh lựa chọn như xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Khi theo học tại DNC, nhà trường luôn tạo không gian học tập năng động với các khu giảng đường hiện đại, trang thiết bị học tập nghiên cứu tiêu chuẩn, hỗ trợ tối đa cho người học, trung tâm thực hành mô phỏng đa lĩnh vực giúp người học tiếp cận kiến thức thực tế, đội ngũ giảng viên tâm huyết áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học giúp người học hội nhập và cập nhật các tiến bộ mới, đa dạng các câu lạc bộ đội nhóm, sự kiện văn hóa giúp sinh viên phát triển kỹ năng. Môi trường giáo dục lý tưởng kết hợp cùng mô hình doanh nghiệp trong trường đại học. Đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và vinh dự là trường đại học đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Viện Đổi mới sáng tạo UVM University Performance Matrix cấp giấy chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao. Với triết lý giáo dục, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển, trường Đại học Nam Cần Thơ hứa hẹn là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trường Đại học Nam Cần Thơ, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Mặt ngay tại hội trường đây ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy mạnh dạn giơ tay đặt câu hỏi, có thắc mắc nào thì ban tư vấn sẽ hỗ trợ. Vâng, mời bạn gái, bạn nữ ngồi ở hàng ghế thứ hai ạ. Bạn giới thiệu về mình và đặt câu hỏi nhé. Dạ, kính chào quý thầy cô và các bạn. Em tên Huỳnh Thông Minh, lớp 12C6, trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển. Em quan tâm đến trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UF. Em có câu hỏi muốn đặt cho trường. Em quan tâm đến ngành quản trị khách sạn. Ngành này sẽ nhận được những học bổng gì? Tiếng Anh em không tốt thì có học được ngành này không ạ? Em xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn bạn ạ. Thầy Nguyên ơi, bạn muốn học quản trị khách sạn và bạn nói tiếng Anh không tốt thì có học được ngành này không? Trường mình có học bổng dành cho ngành này không thưa thầy? Vâng, cảm ơn MC Bích Ngọc, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chương trình và trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UF. Năm 2024 thì nhóm ngành dịch vụ ở tại trường sẽ tuyển sinh các ngành gồm quản trị khách sạn, quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Cả ba ngành này các bạn học thì các bạn đều có các cái chương trình hỗ trợ như nhau, cho nên chính vì vậy các bạn an tâm. Đối với lại ngành em đang chọn liên quan đến về ngành du lịch thì cái tổ hợp môn xét tuyển là toán lý hóa, toán lý anh, toán văn anh và văn sở địa, và với bốn phương thức xét tuyển mà đầu chương trình thầy đã chia sẻ. Những bạn nào còn yếu tiếng Anh thì UF là một trong những môi trường lý tưởng để các bạn lựa chọn, bởi vì không chỉ nhóm ngành về du lịch, nhà khách sạn mà tất cả các ngành các bạn trúng tuyển vào trường các bạn đều được kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào miễn phí. Và những bạn nào còn yếu tiếng Anh, các bạn có lớp tiếng Anh dự bị miễn phí, học khoảng 60 tiết lấy lại căn bản. Và trong chương trình đào tạo các bạn có phòng trợ giảng tiếng Anh có người nước ngoài, các bạn có các chương trình hỗ trợ tiếng Anh đặc biệt từ các câu lạc bộ đội nhóm học thuật,
Các bạn có cái chương trình giao lưu với lại các cái hoạt động quốc tế, sinh viên quốc tế khi tới ở tại trường. Các bạn có chương trình kết nối với công ty doanh nghiệp tập đoàn kinh tế đa quốc gia có người nước ngoài ngay từ học kỳ đầu tiên cho đến kết thúc khóa học của các bạn. Nói đến UF thì nói cái đặc sản đó là ngoại ngữ, kết nối với doanh nghiệp và chương trình quốc tế, cho nên các bạn hoàn toàn âm thầm được lựa chọn. Và đối với học bổng thì đầu chương trình thầy có chia sẻ các bạn rồi, tức là không chỉ nhóm ngành về du lịch, nhà khách sạn mà tất cả các ngành các bạn đều có các chương trình học bổng. Học bổng doanh nghiệp là 35%, học bổng của các cái ví dụ là các cái phương thức xét tuyển tương ứng với mức điểm, hoặc học bổng là con em thầy cô, hay là học bổng mà chứng chỉ ngoại ngữ hoặc là tài năng, thì các bạn còn có các học bổng khác tương ứng với lại 25%, 35%, 40%, 50%, 75% và 100%. Cho nên em có thể là em tìm hiểu vào website của trường để em tìm hiểu kỹ các cái chương trình học bổng. Website của trường là uf.edu.vn, hoặc có thể em gọi số điện thoại là 028-7108-5555 để có thể tìm hiểu hơn về chương trình đào tạo ở tại UF. Và thầy chắc chắn với các bạn một điều là UF là một trong số ít các trường đại học hiện nay đang đưa sinh viên đi thực tập ở nước ngoài. Hiện nay thì hàng trăm sinh viên của trường đang thực tập ở Nhật, ở Hàn Quốc và đang mở rộng ở Mỹ, ở Anh, ở Thái Lan. Tức là các bạn vừa thực tập vừa có hưởng lương, trong đó đặc biệt là những nhóm ngành về du lịch, nhà khách sạn. Và ở tỉnh Bạc Liêu của chúng ta có thế mạnh liên quan đến về lĩnh vực về du lịch, nhà khách sạn, cho nên em cũng hoàn toàn an tâm để lựa chọn. Chúc em và các bạn sẽ phân tích kỹ và thành công với nghề nghiệp trong tương lai nhé. Cảm ơn em và các bạn đã lắng nghe. Tặng em món quà là kỷ niệm chuối gấu bông rất là dễ thương. Cảm ơn em. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn cũng như phần trả lời của thầy Nguyên ạ. Chuối gấu bông đã kích thích thêm cho phần hỏi đáp của chúng ta. Mình xin được mời cánh tay tiếp theo của các bạn nè. Gấu bông còn nhiều lắm. Thấy các thầy mang theo rất nhiều. Vâng, xin được mời bạn nam ngồi kế bạn nữ luôn ạ. Bạn giới thiệu về mình nha. Em xin chào cô và các bạn. Em tên là Trần Hanh Kiên, học sinh của lớp 12C6 của trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển. Em có quan tâm đến trường Đại học Cần Thơ và chuyên ngành là sư phạm toán. Em muốn đặt câu hỏi là... em sẽ nhận được những học bổng gì về ngành và điểm xét tuyển là khoảng bao nhiêu điểm ạ? Rồi, ngành sư phạm toán của trường học Cần Thơ, điểm xét tuyển năm ngoái là bao nhiêu, và nếu mà bạn học thì có những chế độ chính sách gì dành cho bạn về học phí không ạ, thưa thầy? Xin được mời thầy Duy Khang ạ. Chào các em. Đối với cái ngành sư phạm toán thì hồi năm 2023 xét theo học bạ thì 29.25 điểm trúng tuyển. Còn xét theo điểm trung học phổ thông thì 26.18 thì trúng tuyển. Đối với năm 2024 thì cái điểm trúng tuyển sẽ là bao nhiêu? Thì thật ra thì ở đây chúng ta chưa có thể dự đoán được. Tại vì tùy thuộc vào cái số lượng thí sinh đăng ký, tùy thuộc vào cái chỉ tiêu xét tuyển ngành này và tùy thuộc vào cái điểm của các em có được nó cao hay là thấp, mà cái điểm trúng tuyển của năm 2024 nó có thể dao động. Sư phạm toán là một cái ngành thuộc ngành đào tạo giáo viên. Tất cả những cái sinh viên học cái ngành đào tạo giáo viên hiện nay thì được hưởng một cái chính sách ưu đãi dành cho sinh viên học sư phạm do chính phủ ban hành, đó là cái nghị định 116. Khi các em trúng tuyển và nhập học thì các em sẽ được nhận, thứ nhất là tiền để đóng học phí, đó là cái phần hỗ trợ thứ nhất của nhà nước dành cho các em, phát tiền cho em để em đóng học phí. Thì cái này chúng ta có thể hiểu gần như là miễn học phí, gần như là miễn học phí. Cái ưu đãi thứ hai là hàng tháng các em sẽ được nhận một cái khoản sinh hoạt phí khoảng 3.630.000 đồng. Và trong một năm chúng ta sẽ được nhận 10 tháng. Với cái kết quả học tập từng sau mỗi học kỳ chúng ta phải đạt loại khá trở lên. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp các em phải có trách nhiệm phục vụ trong ngành giáo dục. Sau 2 năm tốt nghiệp nếu như chúng ta không làm việc trong lĩnh vực giáo dục thì các em phải hoàn trả lại những cái tiền mà các em nhận được từ cái chính sách của nhà nước. Ngoài ra thì cũng như sinh viên bao ngành khác, khi mà học tại trường thì ngoài cái nghị định 116 đó thì các em cũng được hưởng các cái học bổng khuyến khích hoặc là cái học bổng của nhà trường dành cho tất cả các sinh viên đang học tại trường. Trong đó kể cả cái học bổng mà chúng ta có thể đi trao đổi ở nước ngoài trong khoảng thời gian 3 tuần hoặc là 6 tuần tùy vào cái chương trình, tùy vào cái nước mà chúng ta đến trao đổi. Thì đó là một số cái thông tin chia sẻ với các em về cái ngành sư phạm toán nói riêng và những cái ngành sư phạm khác nói chung của trường Đại học Cần Thơ. Chúc tất cả các em thành công.
Vâng ạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang của Trường Đại học Cần Thơ. Và vâng, và hy vọng là với phần giải đáp của thầy thì bạn cũng yên tâm hơn trong việc lựa chọn học để trở thành một giáo viên dạy toán các bạn nhé. Vâng ạ, có một câu hỏi nữa ạ. Vâng, sẽ dành thời gian dành cho câu hỏi của một bạn nam ở dưới đây. Một xíu nữa chị Ngọc sẽ ưu tiên những bạn trên lầu nhé. Bạn cứ cố gắng nhé. Rồi, xin được mời em. Em xin được giới thiệu, em tên là Phan Trường Thịnh. Em học 12C4 của trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, Bạc Liêu. Trường em đang quan tâm là trường đại học UEF. Ngành em muốn học theo học đó là ngành tâm lý học. Mà em không biết là tâm lý học cần có những tố chất gì ạ? Bạn muốn hỏi về ở trường đại học UEH hay UEF? Dạ, UEF. UEF là trường của thầy, ngành tâm lý học ạ. Không biết trường mình có đào tạo ngành tâm lý học không thưa thầy? Một lần nữa cảm ơn MC Bích Ngọc, cảm ơn em đặt câu hỏi cho chương trình về trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Ngành tâm lý học là ngành nghiên cứu về thế giới nội tâm của con người. Và các bạn hình dung ra là chắc mối liên hệ của con người trong quá trình mà phát triển hiện nay thì những vấn đề liên quan đến về tâm lý, về mối quan hệ giữa con người với con người, khủng hoảng và tâm lý nó diễn ra. Và đặc biệt đó là công nghệ càng phát triển thì xã hội nó diễn ra rất nhiều những cái phát sinh thêm những cái mối quan hệ ở trong đó là nó khủng hoảng về mặt tâm lý. Cho nên chính vì vậy thường là một bạn học xong ngành tâm lý học các bạn có thể làm ở rất nhiều những vị trí công việc. Ví dụ là chuyên viên về tâm lý trị liệu, các bạn cũng có thể là làm về các lĩnh vực về tư vấn tâm lý học đường, các bạn cũng có thể làm về nhân sự, các bạn có thể trở thành chuyên gia nghiên cứu về hoạt động về tâm lý, nghiên cứu các mối quan hệ tâm lý trong xã hội, vân vân, các công ty và doanh nghiệp. Như vậy thì cơ hội công việc của các bạn có rất nhiều những cái hướng để các bạn đi, và đặc biệt đó là trong cái thời kỳ hiện nay. Thì đối với ngành tâm lý học, các bạn là những người có khả năng lắng nghe, có khả năng thấu cảm, các bạn là người có biết xử lý tình huống, xử lý vấn đề, khả năng kiểm soát cảm xúc và khả năng phân tích và đánh giá. Các bạn là những người có cái khả năng tìm tòi, khám phá, tìm hiểu các lĩnh vực về thế giới nội tâm của con người, các mối quan hệ ở trong xã hội để từ đó đưa ra những cái khuyến nghị, khuyến cáo và giải quyết vấn đề khủng hoảng về mặt tâm lý. Đây là cái tố chất lõi. Còn trong quá trình học thì các bạn có thể đi theo rất nhiều hướng về kinh doanh, về thương mại, về truyền thông, về các vấn đề về trị liệu. Thì ở mỗi một lĩnh vực các bạn cần có thêm cái tố chất khác. Và ở trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF thì có đào tạo về ngành tâm lý học và các bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào để có thể xét tuyển và trúng tuyển nhập học. Và ngành tâm lý học cũng là ngành nhận được học bổng doanh nghiệp 35% toàn khóa học 4 năm mà không bắt buộc duy trì mức điểm. Thông tin ngắn gọn như vậy cho em hoàn toàn an tâm để có thể lựa chọn ngành tâm lý học và phát triển trong tương lai nhé. Chúc em thành công, cảm ơn em rất là nhiều. Tặng em con gấu và hôn làm kỷ niệm, cảm ơn em. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và cảm ơn phần trả lời của thầy Nguyên ạ. Và chúng ta sẽ quay trở lại phần chia sẻ của các thầy cô với các câu hỏi trực tiếp tại chỗ sau khi chúng ta tới phần trao đổi với các chuyên gia các bạn nhé. Thưa quý vị, trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học thì các bạn thí sinh nhận ra là có một số trường đại học có nhiều phân hiệu và các phân hiệu lại được đặt ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Do đó các bạn có nhiều thắc mắc rằng là không biết khi mà đăng ký vào học á, thì sau khi học xong bằng cấp có khác nhau hay giống nhau giữa các phân hiệu và sự khác biệt giữa phân hiệu và trụ sở chính là gì? Và kính thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Thí Liễu, Bích Ngọc được biết là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn một phân hiệu nữa ở Vĩnh Long. Và Bích Ngọc cũng xin phép được nhờ cô có thể chia sẻ thông tin này để giúp cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hiểu hơn về việc học giữa hai nơi như thế nào ạ, thưa cô. Xin cảm ơn MC Bích Ngọc. Thay mặt Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi lời chào đến quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh. Đối với một trường đại học hay đại học khi thành lập phân hiệu tại một địa phương thì cũng tức là đại học đó cũng mong muốn mang cơ hội gần nhất đến với thí sinh. Và vì vậy mà Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 48 năm hình thành và phát triển và trở thành đại học danh tiếng có uy tín không chỉ trong nước, khu vực và thế giới, thì cuối năm 2019, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập phân hiệu tại Vĩnh Long. Và kể từ năm đấy, năm 2020, thì Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tuyển sinh với hai mã tuyển sinh KSA và KSB. Với mã tuyển sinh KSA thì học tại cơ sở chính là Thành phố Hồ Chí Minh, và mã tuyển sinh KSV thì học 2,5 năm, tức là giai đoạn đầu 2,5 năm của chương trình đại học sẽ học tại phân hiệu Vĩnh Long, và năm cuối
sinh viên sẽ được tham gia chương trình luân chuyển campus học tại cơ sở chính thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thì năm 2024 với mã tuyển sinh CASA thì nhà trường tuyển sinh với 11 lĩnh vực đào tạo của 56 chương trình đào tạo, còn KSV là 6 lĩnh vực đào tạo của 16 chương trình đào tạo. Và dù ở hai địa điểm học tập khác nhau, nhưng với phương châm của các trường đại học nói chung và với riêng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, phương châm đào tạo là một thương hiệu, một chất lượng và một bằng cấp. Và chính vì vậy thì tất cả quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh yên tâm là bằng cấp là do chính giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng, dù học ở nơi đâu. Và chính vì chỉ là do giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng, tức là thống nhất giữa hai cơ sở, và vì vậy mà phải có những điểm chung giữa hai cơ sở đào tạo. Về chương trình đào tạo, về hệ thống tài liệu giáo trình hay về phương pháp đánh giá đều thống nhất giữa hai cơ sở. Thứ hai nữa, về các dịch vụ hỗ trợ đào tạo trên nền tảng công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ và được thống nhất giữa hai cơ sở đào tạo, dù sinh viên học ở cơ sở chính hay tại phân hiệu thì đều sử dụng một hệ thống nền tảng công nghệ duy nhất trên cùng một hệ thống. Vấn đề thứ ba nữa là về thư viện điện tử, thư viện thông minh của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng được triển khai ở tất cả các cơ sở đào tạo, đều được sử dụng thống nhất với hệ thống nguồn tài liệu giáo trình phong phú ở liên kết với tất cả các trường đại học lớn ở nước ngoài. Và điều đặc biệt nữa là quý phụ huynh, thầy cô giáo và các em, các bạn học sinh cũng hay quan tâm, hay hỏi đó là thầy cô giáo ở đâu sẽ giảng dạy. Thì đa phần đối với các chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại phân hiệu thì sử dụng đội ngũ thống nhất của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên từ cơ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh sẽ về phân hiệu Vĩnh Long để đảm nhận chương trình. Và chắc chắn rằng giữa hai cơ sở sẽ có những cái điểm khác biệt, và điểm khác biệt này chính là các trường đại học, và đặc biệt nhất là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn mang lại cái cơ hội tốt nhất cho con em mình. Thứ nhất là điểm đầu vào của tuyển sinh. Vì có hai mã tuyển sinh riêng, nên khi xét tuyển với 6 phương thức xét tuyển ổn định như năm 2023, thì năm 2024 vẫn ổn định. Và xét tuyển ở hai mã tuyển sinh riêng, vì vậy điểm tuyển sinh đầu vào là không áp lực đối với thí sinh, đặc biệt nhất là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long của mình. Điểm khác biệt thứ hai nữa đó là về học phí mà Đại học Kinh tế mong muốn trao cơ hội cho con em vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó chính là học phí Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ xác định bằng 60-65% mức học phí của cơ sở chính. Và ở đây có một điều nữa cũng muốn chia sẻ với quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn thí sinh. Đó là năm cuối sẽ được tham gia chương trình luân chuyển campus thì mức học phí có thay đổi hay không? Thì Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định là không thay đổi và sẽ làm mức học phí tại phân hiệu Vĩnh Long. Thì đó là những điểm khác biệt mà có phát sinh ở hai địa điểm đào tạo, nhưng đây chính là những ưu thế và khẳng định một lần nữa đối với các trường đại học khi thành lập phân hiệu và với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì không khác nhau về bằng cấp, không khác nhau về chất lượng, và phương châm một thương hiệu, một chất lượng và một bằng cấp. Một số thông tin chia sẻ cùng với quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn thí sinh, và mong các bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn cô Liệu rất nhiều. Và các bạn nhớ nhé, bằng cấp thì giống nhau, chất lượng đào tạo giống nhau, nhưng điểm chuẩn thì thấp hơn, học phí thấp hơn, mức sống, mức sinh hoạt thấp hơn và cũng ít kẹt xe hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy cân nhắc lựa chọn các bạn nha. Và kính thưa quý vị, trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học thì nhiều bạn thí sinh cũng nhận ra rằng trong cùng một ngành xét tuyển thôi nhưng lại có nhiều mức điểm chuẩn khác nhau. Vì tổ hợp xét tuyển khác nhau, vì khu vực xét tuyển khác nhau và vì một điều đặc biệt nữa là vì chương trình đào tạo khác nhau. Vậy thì đối với chương trình đào tạo, sự khác nhau giữa các chương trình trong cùng một ngành học là như thế nào? Và vì sao lại có mức điểm chuẩn khác nhau giữa các chương trình này trong cùng một ngành? Bây giờ Ngọc xin phép được trao đổi câu chuyện này với Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang. Bên Ngọc được biết là tại trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ thì có cái sự đa dạng chương trình đào tạo. Xin được mời thầy có thể chia sẻ những thông tin này với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Các em học sinh thân mến, thì
Hiện nay các cái trường đại học khi mà xây dựng mở một cái ngành thì đầu tiên các cái trường sẽ mở ngành có cái chương trình đào tạo theo cái tiêu chuẩn do bộ quy định, thì các cái trường có thể gọi cái tên của chương trình này là chương trình đại trà, hoặc là cũng có trường gọi tên chương trình này là chương trình chuẩn. Thì cái chương trình đại trà hay là chương trình chuẩn đáp ứng được những cái tiêu chuẩn do bộ quy định trong cái việc đào tạo đại học, và nó phù hợp với tất cả công dân Việt Nam khi mà tham gia việc học tập. Các cái trường danh tiếng có bề dày, có đội ngũ hùng hậu, có nhiều nhà khoa học và có những cái trang thiết bị, những điều kiện cho các vị hiện đại, cơ sở vật chất tốt, thì có thể xây dựng những cái chương trình đào tạo đặc biệt hơn, ví dụ như chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình kỹ sư tài năng, hay là các cái chương trình liên kết quốc tế. Thì trên cơ sở những cái chương trình này chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt so với chương trình đại trà. Ví dụ như chương trình tiên tiến thì người ta sẽ nhập khẩu cả một cái chương trình từ một cái trường đại học ở nước ngoài về để mà dạy cho sinh viên Việt Nam mình, kể cả các môn học, các cái tài liệu học tập. Còn cái chương trình chất lượng cao thì sẽ xây dựng dựa trên những cái chương trình của trường đại học khác để mà sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận được với kiến thức quốc tế, vân vân. Như vậy thì nó sẽ có sự khác biệt. Trong xét tuyển thì cùng là một ngành, nhưng mà mỗi một cái chương trình khác nhau thì các trường sẽ đưa ra cái chỉ tiêu tuyển sinh khác nhau. Và như vậy thì khi thí sinh đăng ký thì thí sinh phải đăng ký chính xác học cái ngành đó, nhưng mà chương trình nào, và chúng tôi chỉ xét tuyển dựa trên những cái đăng ký của thí sinh theo cái chương trình đó. Chính vì vậy cho nên điểm trúng tuyển cùng một ngành nhưng mà những cái chương trình khác nhau thì có thể điểm trúng tuyển nó sẽ khác nhau, bởi vì xét riêng từng cái chương trình chứ không phải là gộp chung tất cả các chương trình của ngành lại để xét cùng một lúc. Như vậy thì căn cứ vào chỉ tiêu, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký để mà xét tuyển, do đó mà cái điểm trúng tuyển nó sẽ khác nhau. Có thể chương trình đại trà nó sẽ cao điểm hơn là cái điểm trúng tuyển của chương trình chất lượng cao, hay là ngược lại, cũng có những cái chương trình chất lượng cao mà điểm trúng tuyển nó sẽ cao hơn chương trình đại trà. Thì cái này tùy vào cái số lượng thí sinh đăng ký. Như vậy thì khi các em đăng ký chọn học cái chương trình nào, chương trình tiên tiến hay là chương trình đại trà hay là chương trình chất lượng cao, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải xác định xem là cái những cái chương trình này nó có những đặc điểm khác nhau như thế nào so với chương trình đại trà, nó có đáp ứng được cái mục đích học tập của mình hay không, cái nhu cầu học tập của mình hay không. Bởi vì một cái điểm khác biệt cơ bản đầu tiên của chương trình đại trà với các chương trình kia thì chương trình đại trà học phí nó sẽ thấp hơn, còn các cái chương trình còn lại thì thường học phí nó sẽ cao hơn. Rồi cái việc mà học cái chương trình tiên tiến hay là chất lượng cao chẳng hạn, có thể chúng ta phải học bằng tiếng Anh. Có trường thì sẽ giảng dạy khoảng 30% tiếng Anh, có trường có thể là 60% tiếng Anh, có trường thì 100% bằng tiếng Anh chẳng hạn. Đấy. Rồi trong quá trình học tập thì chúng ta có thể phải đi thực tập, được đưa đi thực tập ở các cái doanh nghiệp bên ngoài, tùy vào cái nơi, tùy vào cái doanh nghiệp, tùy vào cái thời gian thực tập bên ngoài mà cái chi phí có thể có sự khác nhau. Thật ra đó là những cái lưu ý cho các em khi các em lựa chọn. Và khi chúng ta lựa chọn đăng ký chương trình nào thì chúng ta phải chọn đúng cái mã ngành tuyển sinh của chương trình đó để tránh cái sự nhầm lẫn. Nếu như chúng ta nhầm lẫn thì các trường sẽ căn cứ vô cái mã ngành mà chúng ta đăng ký để xét tuyển. Thì nếu chúng ta nhầm lẫn thì nó sẽ rất là đáng tiếc khi mà chúng ta muốn học chương trình này nhưng mà chúng ta đăng ký nhầm chương trình khác. Đấy. Thì đó là một số thông tin chia sẻ cho các em về các loại chương trình khác nhau trong cái ngành học của các cái trường hiện nay. Chúc tất cả các em thành công. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về câu chuyện chương trình đào tạo tại các trường đại học. Và Bích Ngọc được biết ngay tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh cũng có đa dạng các chương trình đào tạo. Vậy thì không biết khi mà các bạn thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể tham khảo những chương trình đào tạo nào và điều kiện xét tuyển hiện nay ra sao? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thẩm. Kính chào tất cả các vị đại biểu, phụ huynh học sinh và tất cả các bạn học sinh chuẩn bị bước vào cái kỳ thi tuyển sinh năm 2024. Trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập, năm nay tuyển 5.300 cái chỉ tiêu, tăng hơn 300 so với lại năm 2023. Trên 32 cái ngành đạt chuẩn, tức là ngành chương trình đào tạo đại trà đó, như hồi nãy thầy
Khang có nói. Thứ hai đó là 12 chương trình chất lượng cao và 16 chương trình liên kết quốc tế. Thì ba cái chương trình như vậy đối với các ngành nghề khác nhau thì cơ bản những chương trình chuẩn được kiểm định theo quy định của tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo, và các chương trình chất lượng cao là được kiểm định bởi các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và của các cái tiêu chuẩn nước ngoài. Một số ngành, ví dụ như kỹ thuật xây dựng chẳng hạn, thì theo tiêu chuẩn của Bộ. Các cái ngành như là quản trị kinh doanh thì hoặc là kinh doanh quốc tế chẳng hạn thì có cái tiêu chuẩn FIBA. Thì rồi các cái chương trình mà liên kết thì các trường đại học liên kết với trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo theo hai giai đoạn chẳng hạn. Thì một giai đoạn đầu thì học ở trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh 1,5 năm cho đến 2 năm, rồi sau đó sẽ sang bên các cái nước bên kia để học, hoặc là 3 năm giai đoạn 1, 3 năm ở một trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi qua bên một trường quốc tế bên kia để nhận bằng quốc tế. Tùy theo phương thức đào tạo, nhưng mà cơ bản là các chương trình chất lượng cao là tổ chức đào tạo khác nhau, tức là lớp học nhỏ học tại trung tâm, rồi các giáo sư là các cái người nước ngoài, có các chương trình thì giảng dạy 50% là các giáo trình nước ngoài, các phòng thí nghiệm được tạo điều kiện hiện đại hơn, rồi tổ chức cho sinh viên làm 100% các cái đề án nghiên cứu học trong lúc còn làm sinh viên ở ghế nhà trường. Do đó rồi các cơ hội việc làm các doanh nghiệp bên ngoài sẽ tìm đến, và cơ hội việc làm sẽ dồi dào. Giữa các chuyên nghiệp nào đều có các định hướng ứng dụng, tức là có sự kết hợp với các doanh nghiệp. Và như vậy tức là các cái phương thức đào tạo là khác nhau, chủ yếu là giúp đỡ. Chẳng hạn như bên chương trình chất lượng cao thì cái chuẩn đầu ra của ngoại ngữ là cao hơn. Cho nên nó mới khẳng định được cái chất lượng cao như vậy. Và vì vậy cho nên khác nhau kế tiếp đó là học phí. Học phí chuyên nghiệp trà cho các lớp mà liên quan tới phòng thí nghiệm khoảng chừng 28 triệu một năm học, 3 học kỳ nha các bạn. Trường đại học mở tổ chức 3 học kỳ một năm. Và các chương trình chất lượng cao thì 47 triệu đến 48 triệu cho các chương trình như vậy. Thành thử ra nó khác nhau như vậy là do cái tính chất hỗ trợ đào tạo, và sinh viên được tham gia vào các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm. Các em có ngoại ngữ thì đã được học bồi dưỡng tiếng Anh căn bản miễn phí chẳng hạn. Đó là những cái yếu tố khác biệt nhau giữa chương trình đào tạo. Xin cảm ơn và chúc tất cả các em đều thành công trong cuộc thi năm nay và ai cũng tìm được cho mình một trường đại học. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Du Hồng Thẩm của trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa giải đáp vừa gửi lời chúc rất là hay cho các bạn học sinh của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và học sinh cả nước nói chung ạ. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn ngay tại chỗ đặt câu hỏi trực tiếp nữa đây ạ. Vâng, xin mời cánh tay của các bạn học sinh ạ. Không biết là để chị Ngọc sẽ quan sát nha. Vâng ạ, ở phía dưới kia có một bạn nữ, xin được mời bạn ngay dãy giữa nha. Bạn giới thiệu về mình và đặt câu hỏi. Kính chào quý thầy cô và các bạn, em là Mã Hoàng Đậu Nhi của học sinh lớp 12C3 trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển. Em quan tâm đến trường Đại học Tài nguyên và Môi trường và em có muốn câu hỏi gửi đến là mức học phí và cơ hội làm việc của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học ạ. Vâng, xin được cảm ơn Bảo Nhiên. Xin được mời thầy Quyền ạ. Cảm ơn em. Về trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh á, thì hiện nay các em biết đây là một trường đại học. Còn rất ít trường đại học công lập chúng ta chưa tự chủ. Và như vậy mức học phí mà hiện nay được chính phủ, nhà nước tài trợ, và các trường đại học này phải thu học phí ở theo quy định. Trước đây là quy định nghị định 81 của chính phủ, và sau này là nghị định 97 thay thế vừa rồi. Như vậy thì hàng tháng các em đóng học phí cho trường đại học không quá 1 triệu 2 hoặc 1 triệu 4. Thì nói chung là một học kỳ các em đóng khoảng 6 triệu. Một năm thì học phí tùy theo ngành thì dao động từ 9 triệu đến 12 triệu. Thì như vậy trong vòng trường đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo chương trình đào tạo cử nhân 4 năm, kỹ sư 4 năm rưỡi, thì như vậy tổng học phí cho toàn khóa học để chúng ta tốt nghiệp ra trường nó nằm trong khoảng cỡ 50 đến 60 triệu thôi. Thì đối với ngành kỹ thuật hóa học hiện nay thì ngành kỹ thuật hóa học là ngành được nhà trường mở từ 2 năm. Hiện nay tích là đội ngũ giáo sư đầu ngành của trường này toàn tốt nghiệp từ nước ngoài cả. Và học phí hiện nay cũng áp dụng theo cái nghị định 97 của chính phủ, có nghĩa là
một học kỳ của các em chỉ có 6 triệu thôi, 6 đến 7 triệu. Và một năm thì chúng ta khoảng 9-12 triệu. Cảm ơn em và chúc em có những cái thành công trong chọn các trường đại học trong cái thời gian tới. Xin cảm ơn em rất nhiều. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Quyền và cảm ơn câu hỏi của bạn Bảo Nhiên luôn ạ. Vâng, tiếp theo sẽ là Thôi Vân dành quyền cho các bạn ở trên lầu ạ. Xin được mời bạn Nam. Vâng, mời em. Xin được mời bộ phận mic chuyển mic cho em. Rồi, em vẫy tay chào, rất dễ thương. Dạ vâng, sau một hồi kiên trì cuối cùng em cũng làm được. Dạ rồi, thì em tên là Lê Tài Lộc, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bạc Liêu. Thì em hiện tại em quan tâm là song song hai ngành. Thì em xin hỏi Đại học Phan Thiết ạ. Thì hai ngành hiện tại em quan tâm là hai ngành kinh tế và tâm lý học. Thì ngành kinh tế là hay em được biết, thì em thấy nó kiến thức nó hay, nhưng mà hiện tại là em thấy cái dạ thì hiện tại là em thấy cái ngành kinh tế học là nhiều bạn theo học mà cái nguồn nhân lực rồi những công là nó kiểu nó bị dư thừa, nên là em nghĩ là nên em nghĩ chỉ cần suy luận một chút là vô ngành này hình như là sẽ dễ bị thất nghiệp rồi cạnh tranh nhiều, thì liệu có nên vô hay không. Tiếp theo là lĩnh vực ngành tâm lý là cũng một lĩnh vực mà em quan tâm. Thì tâm lý học á, thì nhiều người cho rằng là muốn học ngành này á, là phải có tiền rồi thị trường lao động là chỉ có gồm chỉ ở những thành phố lớn thì mới làm được, hay là muốn học ngành này thì mày phải học lên bằng thạc sĩ tiến sĩ, rồi còn mày học đại học là mày ra chuồng gà mày bán học dịch lộn. Vậy em xin hết à. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi hết sức hài hước của em ạ. Xin được mời đại diện của trường Đại học Văn Hiến, thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương sẽ hỗ trợ cho hai câu hỏi của bạn ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Ban đầu nghe tiếng bạn nói thì phải nhìn giáo giác một hồi, phát hiện ra bạn đang đi đi lại lại trên kia. Một cách đặt câu hỏi và một cách phong thái hết sức là một giống một diễn giả chuyên nghiệp đó các bạn ạ. Có tiềm năng đấy. Bạn tự cân nhắc với hai cái ngành nghề, thứ nhất là ngành kinh tế. Thì thừa công nhận là ngành kinh tế bây giờ phải nói rất là nhiều người học. Nhưng mà cái câu chuyện mà nói là học xong thì sợ thất nghiệp vì lực lượng học quá nhiều và ra cạnh tranh cũng nhiều, cái này không hẳn nghe. Chúng ta vẫn nghe các thầy cô nói đấy, sẽ không có một ngành nào là hot cả, chỉ có những con người hot trong ngành đó. Nếu bạn học thực sự chuyên tâm, thực sự đam mê của mình bằng năng lực thực tế của mình thì chắc chắn bạn sẽ không thất nghiệp. Đại học Văn Hiến là một ngôi trường nằm trong một tập đoàn kinh tế, không thiếu các công ty, các doanh nghiệp trong tập đoàn này để tiếp nhận những sinh viên tài năng tại Đại học Văn Hiến. Đó là cái thứ nhất, để chúng ta hình dung rằng không phải là nhiều người học chúng ta học ra thất nghiệp đâu. Mình nên thay đổi cái suy nghĩ, có nghĩa là bây giờ mình phải làm sao đó mình trở thành nhân vật xuất sắc nhất trong cái ngành đó thì không bao giờ mình thất nghiệp. Thất nghiệp bởi vì những người học không tới thôi, kiến thức chuyên môn không đầy đủ, thiếu luôn cả kiến thức, kỹ năng và luôn cả thái độ cũng không có tới nơi, cho nên là mới là thất nghiệp. Còn cái thứ hai, câu chuyện mà nói về tâm lý, lúc nãy chúng ta nghe thầy Nguyên nói rồi, cũng có bạn hỏi về tâm lý rồi. Lĩnh vực tâm lý, theo thầy biết ấy, thì trong thời đại số này, càng nhiều người mắc các vấn đề về tâm lý. Chúng ta thấy người trẻ hiện nay hay rơi vào trạng thái là bị stress. Họ áp lực công việc, áp lực về cuộc sống, áp lực về các mối quan hệ xã hội. Mà người ta không có ai để tâm sự, không ai giải bày cả, và khiến người ta rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Và họ không muốn giao tiếp, họ không muốn gặp gỡ và rơi vào một cái trạng thái có thể nói là góc khuất tâm hồn của họ. Mà việc này ai là người tìm ra? Những người học tâm lý, người ta sẽ thấu hiểu được những chuyện này. Và người ta sẽ giúp cho người đó có thể định hướng lại cái tâm lý của mình cách đúng đắn nhất, theo cái điều kiện xu hướng tốt nhất. Và cho nên nếu các em học tâm lý thì chúng ta có hai cái loại. Đọc trong tờ rơi lúc nãy thầy có gửi bạn ấy, chúng ta sẽ thấy tâm lý tham vấn và trị liệu. Và đối với ngành này thì không phải là nhất định phải học lên thạc sĩ, lên tiến sĩ mới làm việc được đâu. Bây giờ chúng ta nhìn quanh đi, tất cả các trường phổ thông đã bắt đầu có hình thành phòng tham vấn tâm lý học được, đúng không ạ? Các trường phổ thông đều cần một chuyên viên tham vấn tâm lý học được. Nếu bạn học ở chương trình đại học ra, chúng ta là một cử nhân tâm lý, thì ngay lập tức các trường phổ thông sẵn sàng nhận về với vai trò là chuyên gia tâm lý, tâm vấn tâm lý. Giữa tuổi học trò chúng ta cũng vậy, các bạn thấy nếu mà rơi vào giai đoạn chúng ta dậy thì khoảng từ 14, 15 tuổi, thường người ta gọi là cái tuổi nổi loạn, có những suy nghĩ hết sức bồng bột, có những suy nghĩ hết sức là nông nổi, thì như vậy cần những con người mà gọi là tham vấn tâm lý này để định hướng các bạn đi một hướng đi tốt nhất. Thế cho nên ở hai góc độ, hai ngành nghề mà bạn vừa nói ấy, thì thấy rằng nó đều có hướng đi và đều có cái môi trường làm việc thuận lợi cho mình sau này.
quan trọng là mình lựa chọn nó như thế nào thôi. Và thầy tin rằng em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn cho cái nghề nghiệp của mình. Cảm ơn câu hỏi của em. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Phương và cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn học sinh trường chuyên Bạc Liêu. Cảm ơn em rất nhiều. Và theo như thông tin mà chị Ngọc được biết thì hiện nay tại Việt Nam có khoảng 25% dân số có vấn đề về sức khỏe, về tinh thần. Cho nên rõ ràng là những câu hỏi của bạn quan tâm tới ngành tâm lý học cũng là những câu hỏi hết sức thời đại. Cho nên là Ngọc Hiền hy vọng là với những bạn có một cái ấp ủ muốn trở thành những chuyên viên tâm lý thì hãy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ nhé. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có thật nhiều chuyên viên tâm lý để hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người dân Việt Nam chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của bạn học sinh ạ. Không biết, vâng ạ, một cánh tay của bạn nữ ngồi dưới đây, không biết các anh chị chuyển mic đang ở đâu rồi ạ? Có thể chuyển mic đến cho bạn được không? Ưu tiên bạn nữ đây trước rồi mình sẽ quay lại bạn nam ở kia nhé. Đây. Rồi, đầu tiên bạn sẽ giới thiệu về mình ha. Rồi tiếp theo là sẽ đặt câu hỏi cho các thầy cô trong ban tư vấn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Thị Bố Trăng, học lớp 12C6 trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển. Em đang quan tâm tới trường Đại học Kinh tế Tài chính UEF. Học phí của ngành kinh doanh quốc tế có tăng theo từng năm hay không? Và cần những yếu tố nào để học ngành đó? Xin hết. Vâng, xin được cảm ơn Bảo Trân nha. Bạn sẽ hỏi hai ý và xin mời thầy Nguyên ạ. Một lần nữa cảm ơn MC Bích Ngọc, cảm ơn bạn Trân đặt câu hỏi ở chương trình về trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Hiện nay thì bên cạnh những lĩnh vực về công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo thì cái hướng mà các bạn lựa chọn các ngành quốc tế khá là nhiều. Ví dụ ngành kinh doanh quốc tế, rồi kinh tế quốc tế, luật quốc tế, quan hệ quốc tế, tài chính quốc tế, tức là các bạn đang có xu hướng lựa chọn những cái lĩnh vực ngành nghề này để mở rộng cái cơ hội cho mình ở trong tương lai. Thì đối với ngành kinh doanh quốc tế thì đây là ngành đào tạo các bạn ra trường để các bạn làm ở các cái lĩnh vực, ví dụ về phân tích đầu tư tài chính quốc tế, về kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, làm marketing quốc tế. Các bạn có thể làm dự án về đầu tư quốc tế, có thể giảng dạy các trường đại học, cao đẳng và học viện. Như vậy thì đối với lại ngành kinh doanh quốc tế hiện nay các bạn học thì các bạn phải có tố chất. Ngành nghề nào cũng cần tố chất cả. Tuy nhiên đối với ngành kinh doanh quốc tế thì các bạn là những người năng động, nhạy bén, khả năng giao tiếp tốt, tư duy quyết đoán, khả năng ra được quyết định, khả năng đàm phán thương lượng, có tư duy hướng ngoại, thích tiếp xúc làm việc với người nước ngoài, có khả năng hội nhập về văn hóa tốt và đặc biệt phải giỏi về ngoại ngữ. Bởi nếu ngoại ngữ các bạn không giỏi thì khi học ngành này cũng là một áp lực rất lớn. Cho nên chính vì vậy các bạn phải có những cái tố chất lõi là như vậy. Và không chỉ là ngành kinh doanh quốc tế mà tất cả các ngành ở tại UEF hiện nay thì cái mức học phí trung bình khoảng 20 đến 22 triệu đồng một học kỳ. Và ổn định ở năm thứ nhất, những năm tiếp theo nếu trong trường hợp điều chỉnh thì không vượt quá 6%. Như vậy thì các bạn cũng hình dung ra câu chuyện là bên cạnh việc mà các bạn vào học thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình về cái tâm thế, tức là bạn tìm hiểu về môi trường học tập, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, rồi các bạn tìm hiểu về học phí, học bổng, chương trình ở tại UEF. Tuy nhiên với UEF thì học bổng và học phí luôn luôn là tạo điều kiện cho các bạn, và học phí ở tại UEF thì bao gồm cả tiếng Anh luôn rồi. Các bạn không phải đi ra ngoài học tiếng Anh nữa. Và rất nhiều những chương trình hỗ trợ cho các bạn. Và gần như những năm vừa rồi, trên 90% các bạn trúng tuyển vào trường đều có học bổng tuyển sinh để các bạn theo học ở tại UEF. Bởi vì khi học ở tại UEF, các bạn sẽ có chuyên môn quan vững, ngoại ngữ tin học các bạn giỏi, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp của các bạn, đủ sức cạnh tranh với nguồn nhân lực trong nước quốc tế. Ngành kinh doanh quốc tế các bạn sử dụng các tổ hợp môn đó là toán lý hóa, toán lý Anh, toán văn Anh và văn sử địa. Chúc em và các bạn sẽ tự tin và thành công với nghề nhé. Cảm ơn em và các bạn đã lắng nghe. Tặng em món quà làm kỷ niệm. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Nguyên và một món quà dành cho Bảo Trân nhé. Và tiếp theo xin được mời câu hỏi. Vâng ạ, xin được mời bạn Nam ngồi ở phía dưới kia, bên tên phải. Em giới thiệu về mình và đặt câu hỏi nhé. Dạ, cô em tên là Trương Giao Huy, lớp 12C3, trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển. Em muốn quan tâm đến trường UEH, ngành thuế. Em muốn hỏi là phương thức xét tuyển về ngành này, em thấy còn khá mới. Em xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của Giao Huy và xin mời cô Liễu giới thiệu về ngành thuế giúp cho bạn ạ. Vâng, xin cảm ơn Quy. Đối với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì về chuyên ngành thuế thì thuộc ngành tài chính ngân hàng. Và năm 2024 thì xét tuyển ở hai địa điểm, tức là tại cơ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh và tại phân hiệu Vĩnh Long. Thì đối với chuyên ngành thuế này thì chắc có lẽ khi hỏi thì bạn cũng đã tìm hiểu kỹ về ngành học, tức là bạn sẽ học về tất cả các cái kiến thức về luật, các luật thuế có liên quan của tại Việt Nam và quốc tế. Và đồng thời trong chương trình thì cũng sẽ có đào tạo các cái chuyên môn về hỗ trợ cho chuyên ngành này, đó là về kế toán, về quản trị, về marketing, về kinh tế vi mô và vĩ mô, vân vân.
Và đồng thời thì sẽ có đào tạo về lĩnh vực công nghệ trong chương trình. Tại vì đối với công nghệ số, thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số 4.0 và đang dần tới kỷ nguyên siêu thông minh 4.0 thì tất cả các cái lĩnh vực đều ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đối với chuyên ngành thuế, theo bạn đã câu hỏi là có những phương thức xét tuyển nào, thì tất cả các ngành của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ở hai mã tuyển sinh CASA hay CASV đều có 6 phương thức xét tuyển. Phương thức xét tuyển thẳng, phương thức xét tuyển đối với học sinh mà có tốt nghiệp bằng cấp ở nước ngoài, có chứng chỉ nước ngoài, tốt nghiệp từ chương trình nước ngoài. Phương thức thứ ba là xét học sinh giỏi. Phương thức thứ tư là tổ hợp môn theo học bạ. Và phương thức thứ năm là sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Và lưu ý đối với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì sử dụng kết quả của đợt thi thứ nhất mà thôi. Do đó các bạn mà có đăng ký sử dụng kết quả này vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta hãy nỗ lực tốt nhất ở kỳ thi này. Và phương thức cuối cùng là sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì đối với ngành thuế cũng thông tin thêm với bạn là nếu học ngành thuế tại Phương Hiệp Vĩnh Long thì Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tổ chức xây dựng chương trình đào tạo song ngành. Tức là khi trúng tuyển học ngành thuế tại Phương Hiệp Vĩnh Long thì sau một học kỳ, nếu chúng ta thấy có năng lực và khả năng và chúng ta có thể đăng ký tiếp học một ngành thứ hai song song với ngành thuế với chương trình tích hợp, thì bạn sau 4,5 năm chúng ta sẽ nhận được tốt nghiệp hai bằng đại học của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và như chia sẻ từ câu hỏi ban đầu, tức là giữa hai địa điểm đào tạo thì bằng cấp là do giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng. Thì một số thông tin chia sẻ cùng bạn, xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, xin cảm ơn Gia Huy với câu hỏi rất hay về ngành thuế và xin được cảm ơn cô Liễu đã giải đáp những băn khoăn của bạn Gia Huy. Hy vọng Gia Huy sẽ cân nhắc và lựa chọn xem năm nay sẽ trở thành tân sinh viên của trường nào Huy nhé. Và tiếp theo thì Vĩnh Ngọc xin phép được nhường thời gian để các thầy cô tư vấn cho một số bạn đang ở nhà theo dõi trực tiếp ạ. Thì các bạn có gửi câu hỏi qua hệ thống online nên Vĩnh Ngọc xin phép được đọc một câu hỏi của một bạn hỏi trên fanpage của kênh tuyển sinh hướng nghiệp ạ. Xin được mời thầy Vũ của trường Đại học Cửu Long chuẩn bị trả lời ạ. Em muốn biết trường Đại học Cửu Long có chương trình học bổng tuyển sinh không ạ? Và làm sao để nhận được các học bổng này? Và cơ hội thực hành, thực tập tại doanh nghiệp của nhà trường hiện nay có chú trọng không ạ? Em xin cảm ơn. Xin được mời đại diện của trường Đại học Cửu Long ạ. Thầy cảm ơn câu hỏi của em. Hiện tại thì trường Đại học Cửu Long là một trong những trường có rất nhiều cái chương trình học bổng dành cho các em tân sinh viên cũng như là sinh viên của mình. Trong đó đối với tân sinh viên thì năm 2024 này thì nhà trường sẽ chi khoảng 5 tỷ để trao học bổng cho riêng cái khóa này của các em. Rồi trường cũng có một cái chế độ chính sách gồm 11 cái chính sách để dành cho tân sinh viên của mình. Trong đó những em nào thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác nhận của địa phương thì các em sẽ được giảm 50% học phí năm thứ nhất. Rồi các em thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, các em là người dân tộc thiểu số, các em có anh chị em ruột đang học tại trường Đại học Cửu Long, các em là con cháu ruột của thầy cô giáo đang dạy tại trường Đại học Cửu Long, các em là con của thầy cô giáo đang công tác tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, vân vân, các em đều được hưởng các chế độ chính sách. Trong đó có những cái chính sách dành ưu tiên cho những em có học tập loại giỏi, loại xuất sắc, và các em sẽ được ưu tiên tuyển vào, tuyển thẳng vào trường Đại học Cửu Long mà các em không cần phải qua các cái bước tuyển chọn gì khác. Cái thứ hai là đối với chính sách dành cho các em sinh viên chung của chúng tôi là cái chính sách học bổng về học tập, thì các em trong quá trình học tập tại trường Đại học Cửu Long mà các em học đạt loại giỏi, loại xuất sắc thì các em có cơ hội nhận cái học bổng khuyến khích học tập và trường sẽ chích 2,5 tổng nguồn thu từ học phí để trao học bổng cho các em. Rồi trường có hơn 5 cái quỹ học bổng của nhà trường để hỗ trợ cho sinh viên của mình. Đối với những em học giỏi nhưng mà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn thì chúng tôi cũng có rất nhiều chính sách để hỗ trợ cho các em. Riêng đối với các em mà yêu thích cái khối ngành kinh tế, khối ngành khoa học sức khỏe, khối ngành khoa học xã hội và nhân văn thì học tại trường Đại học Cửu Long khối ngành này các em được ưu tiên học cái chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, chỉ có 3 năm rưỡi thôi, là tương đương với 7 học kỳ.
thì các em sẽ tiết kiệm được một học kỳ, trong đó học kỳ đó chúng ta không chỉ tiết kiệm được thời gian công sức mà còn là chi phí, là cơ hội việc làm cho chúng ta trong cái thời điểm đó. Thì những cái chính sách khác chúng tôi có rất nhiều, thì các em có thể tham khảo trong cái quyển thông tin tuyển sinh mà trường gửi cho em, hoặc là các em tham khảo trên website mku.edu.vn, và khi cần tư vấn thì các em gọi điện thoại vào hai số điện thoại của chúng tôi, đó là 02703832538 và 0944707787 để chúng tôi hỗ trợ cho các em. Mến chào các em. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Vũ rất nhiều ạ. Và thêm một câu hỏi nữa của một bạn nữa cũng được đặt câu hỏi trên nền tảng YouTube của chương trình kênh tuyển sinh hướng nghiệp. Ngọc xin phép được nhờ các thầy cô tư vấn trả lời cho bạn ạ. Xin được mời thầy Dương Hồng Thẩm chuẩn bị trả lời ạ. Cho em hỏi sự khác nhau giữa bằng cử nhân và kỹ sư khi học trong lĩnh vực xây dựng của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Những khó khăn của người làm việc trong lĩnh vực này hiện nay ra sao? Xin được cảm ơn chương trình. Xin được mời thầy Thẩm ạ. Xin cảm ơn MC Bích Ngọc. Trước hết, cái câu hỏi này nó liên quan tới cái khung trình độ quốc gia. Cử nhân là khung trình độ quốc gia bậc 6, tức là học 120 tín chỉ. Mà kỹ sư được gọi là tương đương bậc 7, tức là học 150 tín chỉ, mà gọi là ngành đặc thù. Ví dụ như kỹ sư rồi các bác sĩ hay là những ngành học tới 6 năm, đó là những ngành chuyên sâu đặc thù. Thì nói là tương đương bậc 7, tức là tương đương với thạc sĩ đó các bạn. Tức là học như vậy ra thì lương cao, ví dụ vậy. Và cái cơ hội học lên như vậy thì học ít hơn. Tại vì cái khối kiến thức của sau đại học, tức là đại học rồi lên tới thạc sĩ rồi tiến sĩ chỉ có cố định như vậy thôi. Thì phình cái này thì bớt cái kia rồi. Nó có thể hiểu nôm na như vậy. Đối với ngành xây dựng á, thì cử nhân ra tốt nghiệp học, tốt nghiệp quản lý xây dựng ra gọi là cử nhân quản lý xây dựng. Còn cái người mà tốt nghiệp chương trình công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gọi là kỹ sư. Và như vậy là cái quy định của bộ, quy định hai cái loại bằng cấp này nó khác nhau. Đó là về khung trình độ quốc gia và cái văn bằng. Thì đối với cái chuyên môn nghiệp vụ đó, cả hai đều học về một đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng học về sau này nó phục vụ là khác nhau. Ví dụ như là kỹ sư là học về vật liệu, tính toán sức bền, rồi kết cấu của nó đứng vững trong cái cột này bao nhiêu cái thép, tính phải ra cái đó. Rồi cái kèo vượt nhịp như thế này chiều cao bao nhiêu thì nó đứng cứng, nó không võng. Rồi nhưng mà cử nhân thì người ta học là vì sao mà công trình bị chậm trễ tiến độ, sử dụng những công cụ quản lý gì để đánh giá, định lượng. Không phải là định tính nhưng mà định lượng những cái yếu tố rủi ro. Thí dụ chỉ có bị ngã rơi, cái xác suất mà có thể bị ngã rơi trên công trường xây dựng, hoặc là một cái công trình mà nó trải dài theo tuyến, thì cái cử nhân người ta đánh giá rằng là nó mức độ tổn thất về nhân lực hoặc là hao hụt về tiền bạc, kéo dài thời gian, mức độ trì trệ của công việc đó, thì phải có công cụ quản lý tích hợp vào trong cái vấn đề kỹ thuật đó, cử nhân người ta học. Cử nhân người ta còn học luôn là cái dòng tiền tệ dành cho những cái dự án này phân bổ như thế nào, cái đường cong phân bổ về tiền bạc nó có tương hợp với lại cái nhân lực hay không, hay là nhà thầu là làm hết công trình xây dựng rồi mà bên chủ đầu tư không đưa tiền, ví dụ vậy, hoặc là ngược lại chưa làm đủ khối lượng đã ứng cho người ta quá nhiều tiền. Thì như vậy là những cái học và những cái đối tượng môn học nó tương đối là khác nhau. Cho nên là thầy xin trả lời là văn bằng là nó khác nhau về khung trình độ quốc gia. Một bên gọi là cử nhân học cử quản lý xây dựng. Còn một bên là kỹ sư, gọi là kỹ sư xây dựng, học chương trình công nghệ, kỹ thuật công trình xây dựng. Ở trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thì cả hai đều có những bậc thầy rất là giỏi nghề, có thực tiễn trong cái nghề rất lâu năm. Cá nhân như tôi có, trước khi đi dạy năm 2002, đã có 20 năm mà làm trong cái nghề xây dựng rồi. Nên thử ra là các bạn hãy, tôi tin rằng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một lựa chọn tốt cho tất cả những bạn nào muốn tạo ra những thành phố mọc lên trong lòng bàn tay của các bạn. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thẩm của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã giải đáp. Và tiếp tục sẽ là một câu hỏi nữa trên hệ thống online của chúng tôi. Xin phép được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng của trường Đại học Tài nguyên Môi trường giải đáp ạ.
Thưa thầy, trong quá trình chọn ngành thì nói đến vấn đề tài nguyên và môi trường thì các bạn học sinh chúng em sẽ nghĩ đến nhóm ngành liên quan đến việc bảo vệ môi trường hay là biến đổi khí hậu, vì đó cũng là một trong những từ khóa khi chúng ta tìm kiếm trên mạng nói về vấn đề môi trường toàn cầu. Vậy thì ở trường Đại học Tài nguyên Môi trường học ngành nào thì tụi em sẽ ra bảo vệ môi trường để giữ vững được sự phát triển bền vững hiện nay ạ, thưa thầy? Cảm ơn MC, cảm ơn câu hỏi của các bạn trên offline. Thì hôm nay giống chúng tôi nói lúc nãy, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rất vui mừng được tham dự ở đây. Các bạn học sinh ngồi đây, các bạn có biết hiện nay 6 tỉnh miền Tây chúng ta, trong đó có Tiền Giang này, Cà Mau này, Trà Vinh này, Sóc Trăng, chúng ta những người dân các hoạt động sản xuất về nông nghiệp hoặc hải sản và các doanh nghiệp đang đối chịu nặng vấn đề hàng mặn. Và chúng ta thấy rất thành trong 10 năm trở lại đây, từ năm 2016 và sau đó 4 năm, 6 tỉnh miền Tây chúng ta vật lộn với hạn hán. Chúng ta mất rất nhiều tiền quả, năm 2016 5.500 tỷ. Chúng ta đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu. Và đồng bằng sông Cửu Long chúng ta được các chuyên gia đánh giá đấy là một trong những cái điểm địa phương đứng đầu trên thế giới bị thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu từ vấn đề ô nhiễm môi trường. Tôi hy vọng trong buổi tuyển sinh vấn đề tư vấn hôm nay, các bạn có một những kiến thức hơn về môi trường. Liên quan đến với ngành học của ngành tài nguyên môi trường thì hiện nay trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh á, là trường đại học công lập với 6 nhóm ngành nghề, trong đó chia thành 19 cái chuyên ngành. Nhóm ngành thứ nhất là liên quan đến ngành kinh tế, thì quản trị kinh doanh bất động sản, kinh tế tài nguyên thiên nhiên. Thì trong đó chúng ta liên quan có một số chuyên ngành về định giá quản trị bất động sản, sinh thái du lịch, vân vân. Ngành thứ hai khoa đặc trái đất và ứng dụng, đây là cái ngành liên quan đến biến đổi khí hậu. Chúng ta sẽ nghiên cứu về các địa chất môi trường, địa chất công trình, ngành khí tượng, khí thủy văn, khí hậu, rồi ngành biến đổi khí hậu phát triển bền vững. Đây những ngành hoàn toàn mới chỉ có trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi được xây dựng cách đây khoảng 3 đến 5 năm. Thứ ba là nhóm ngành thứ ba, máy tính và công nghệ thông tin. Ngành thứ tư là kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật trắc trị bản đồ, viễn thám, kỹ thuật công nghệ về môi trường, kỹ thuật hóa học và vật liệu, xây dựng kiến trúc, rồi ngành quản lý tài nguyên môi trường. Thì trong cái ngành quản lý tài nguyên môi trường, các bạn sẽ được tham gia học với các chương trình về sức khỏe an toàn này, môi trường đô thị, rồi chúng ta hiểu được về quy hoạch đất đai, hiểu về kinh tế đất địa chính. Ngành quản lý tài nguyên nước là một trong những cái mà hiện nay chúng ta đang khao khát. Hạn hán của Tây Nguyên, khát thiếu nước ở miền Tây chúng ta, thì đây sẽ cần những nguồn nhân lực rất lớn. Thì như vậy sáu cái nhóm ngành này nó trải dài trong nó sẽ bao gồm 19 chuyên ngành. Thì trong đó các bạn liên học tất cả cái ngành nào trong cái 19 chuyên ngành này thì tùy vào năng khiếu của các bạn. Nếu các bạn tập trung vào một số lĩnh vực công nghệ thông tin hay là quản trị kinh doanh thì trong chương trình đào tạo của nhà trường, trường Đại học Tài nguyên Môi trường chúng tôi là theo hướng liên ngành chuyên ngành, các bạn được trang bị các kiến thức về môi trường, về ứng phó biến đổi khí hậu, về trách nhiệm của tức là khả năng chuyên môn và những kiến thức liên ngành để chúng ta giải quyết một bài toán phức tạp liên quan đến cái sự phát triển bền vững kinh tế đất nước để ứng phó biến đổi khí hậu. Về cái chương trình của đào tạo của nhà trường, hiện nay chúng tôi đào tạo hai ngành cử nhân, kỹ sư. Các bạn có thể theo dõi trên cái trang web của trường để chúng ta hiểu hơn về số ngành này. Về cái một nội dung nữa tôi muốn trao đổi thêm, tức là cái học bổng trong quá trình học tập thì dưới sự hỗ trợ của chính phủ thì hiện nay trường Đại học Tài nguyên Môi trường chúng tôi có những cái chương trình học bổng toàn phần từ doanh nghiệp, học bổng toàn phần từ các chương trình hợp tác quốc tế. Hàng năm thì trường dành ra cỡ 4 đến 5 tỷ để dành cho học bổng cho các sinh viên để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực về tài nguyên môi trường để có thể phục vụ cho sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Thì một số thông tin từ trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, và cũng rất mong rằng là các bạn sẽ quan tâm đến cái lĩnh vực tài nguyên môi trường, những người con của quê hương miền Tây này. Và trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xin chúc các học sinh của Bạc Liêu chúng ta có những thành tích tốt trong cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Quyền rất là nhiều ạ. Vâng, và thêm một câu hỏi nữa mà Dĩnh Ngọc thấy cũng rất là hay và hy vọng là sẽ nhận được giải đáp thắc mắc của tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa với một bạn đang comment trên fanpage của kênh tuyển sinh hướng nghiệp ạ. Năm nay, năm 2024, em thấy có nhiều đơn vị, nhiều trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Vậy em có cần tham gia đầy đủ các kỳ thi đánh giá năng lực này hay không? Và nếu em trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực thì làm gì để đảm bảo em được trúng tuyển 100% ạ? Xin được nhờ thầy Nghĩa hỗ trợ tư vấn ạ.
Theo thống kê thì đến thời điểm này cả nước chúng ta có khoảng gần 15 kỳ thi riêng của các trường đại học mà chúng ta hay gọi là kỳ thi đánh giá năng lực. Ở phía Bắc thì có kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Đại học Bách khoa Hà Nội, của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ở phía Nam thì có kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi test ASK của Trường Đại học Việt Đức, hoặc là kỳ thi riêng của trường Đại học Cô Long như các em cũng mới vừa nghe. Vậy thì chúng ta nên tham gia hết tất cả các kỳ thi đó hay không? Thì kỳ thi đánh giá năng lực của các trường tổ chức nói chung là nó nằm trong cái phương thức xét tuyển sớm của trường, trừ cái kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an thôi. Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, những em nào muốn đăng ký xét tuyển vào các khối các trường công an thì kỳ thi đó sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 10 ngày. Những em nào quan tâm thì cần theo dõi thông tin về việc đăng ký thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Còn tất cả các kỳ thi đánh giá năng lực khác thường được tổ chức trước kỳ thi, cho nên nó nằm trong các phương thức xét tuyển sớm. Và chúng tôi muốn giới thiệu về kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mà trong đó tỉnh Bạc Liêu của mình cũng là một cụm thi với khoảng gần 1.000 thí sinh. Tỉnh Bạc Liêu kỳ thi tốt nghiệp sắp tới cũng chỉ có khoảng 6.500 học sinh thôi. Nhưng mà riêng cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thi tại cụm thi Bạc Liêu thì có khoảng 1.000 thí sinh tham gia, trong đó chủ yếu là trường Trung học Phổ thông Bạc Liêu và trường chuyên Bạc Liêu. Vậy thì cái lợi ích khi chúng ta dự thi các kỳ thi đánh giá năng lực là gì? Thứ nhất là chúng ta tham gia các phương thức xét tuyển sớm của các trường. Và đối với cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi vào sáng Chủ nhật 7 tháng 4 này, thì với kết quả của kỳ thi các em có thể đăng ký xét tuyển vào hơn 100 trường đại học có dùng chung kết quả xét tuyển. Như vậy kỳ thi đánh giá năng lực nó sẽ tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho học sinh, nhưng mà không bắt buộc. Trừ cái kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an thì bắt buộc thí sinh nào muốn xét tuyển vào khối các trường quan thì phải dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Còn các kỳ thi đánh giá năng lực của các trường là tăng thêm cơ hội xét tuyển cho các em. Do vậy thì thí sinh căn cứ trên cái thực tế của mình, cái nhu cầu của mình mà các em có thể chọn các kỳ thi đánh giá năng lực để tham gia, để có thể tăng thêm cơ hội xét tuyển của mình. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Đức Nghĩa đã giải đáp thắc mắc. Và thêm một câu hỏi nữa, mà đây là câu hỏi của chị Bích Ngọc muốn đặt cho chuyên gia của chúng ta. Đó là khi chị Ngọc thấy là hiện nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã sắp đến và còn nhiều đợt xét tuyển đang diễn ra vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 tới, đòi hỏi các bạn thí sinh cần một tinh thần thật tốt để tiếp thu một lượng kiến thức rất lớn, cũng như là ôn tập lại các kiến thức cũ để sẵn sàng cho các đợt thi và xét tuyển. Vậy thì không biết là có phương pháp nào giúp cho các bạn thí sinh tăng cường sự tập trung trong quá trình học tập không? Xin phép được nhờ thầy Nguyên có thể đại diện ban tư vấn chia sẻ để giúp các bạn học sinh của tỉnh Bạc Liêu có thể tập trung hơn trong quá trình ôn tập ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn MC Bích Ngọc và nói một nội dung rất là hay và đúng thời điểm của các bạn. Chúng ta còn khoảng chừng 3 tháng nữa chúng ta bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và khoảng chừng hơn 5 tháng nữa chúng ta trở thành sinh viên của các trường đại học. Như vậy vấn đề bây giờ là các bạn phải làm sao ôn tập để các bạn có kết quả kỳ thi cao nhất, để khi đó các bạn có thể tăng thêm những cái cơ hội tốt nhất cho mình để xét tuyển vào các trường đại học, bên cạnh việc là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy thì nếu như mà các bạn học ở trên lớp, trên trường mà các bạn chỉ lắng nghe thì các bạn chỉ nhớ khoảng chừng 20% thôi. Như vậy thì cái kỹ năng nào để dành cho các bạn thì chia sẻ các bạn một số những kỹ năng ngắn gọn thế này. Thứ nhất đó là các bạn phải tăng cường học nhóm. Học nhóm thì giúp cho các bạn có thể là tăng cường cái trí nhớ lên khoảng 50%. Và nếu bạn nào mà tăng cường giảng bài cho người khác thì cái trí nhớ của bạn lên 70-80%. Bởi các bạn để ý những cái bài mà mình giảng đi nhiều lần á, cho người khác nghe thì mình sẽ thẩm thấu và mình nhớ rất là dai. Thì đó là cách học nhóm và cách giảng bài. Thứ hai là các bạn phải học dàn ý. Bởi vì nội dung kiến thức thì rất nhiều, chúng ta học dàn ý thì chúng ta sẽ có cách nhớ theo cái dàn ý đó. Và đặc biệt đó là sử dụng cái sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy sẽ giúp cho các bạn ở trong đó đi theo một cái hướng mạch lạc nhất và theo cái dàn ý tốt nhất để các bạn dễ nhớ nhất. Cho nên là các bạn phải sử dụng cái kỹ năng này. Bên cạnh đó thì các bạn có thể là giải những cái đề mẫu của năm trước, và trong cuốn cẩm nang của tạp chí giáo dục gửi các bạn cũng có những cái đề mẫu để các bạn có thể làm thử để mình hình dung ra cái nội dung đề đó như thế nào. Và đặc biệt khi mà giải đề hoặc học bài, các bạn nội dung nào không biết hoặc chưa rõ, các bạn nên hỏi thầy cô bộ môn ngay lập tức. Bởi có nhiều bạn không chịu hỏi, các bạn cứ để đó, và như vậy các bạn đánh mất đi cái cơ hội hiểu biết của mình. Cho nên là các bạn phải hỏi thầy cô nếu trong trường hợp mà các bạn không rõ.
Bên cạnh đó thì các bạn nên có một cuốn sổ để ghi chép luôn mang theo ở bên mình. Bởi vì sao? Mình có thể đi rất nhiều nơi và lúc nào mình chợt nhớ mình lấy ra thì huy động lại cái trí nhớ. Và cách đó là thầy sử dụng rất là nhiều. Ví dụ học tiếng Anh mà yếu là thầy đi ra ngoài đường thấy tên nào xong lật sổ ra bắt đầu đọc lại thì nó cảm giác nó nhớ hơn. Thì có là sổ ghi chép. Và bên cạnh đó thì các bạn hình dung là cái không gian học tập và cái vị trí học tập nó cũng rất quan trọng. Các bạn phải lựa chọn cái không gian và vị trí phù hợp để các bạn lựa chọn học một cách tập trung cao độ nhất. Khi học là tất cả những cái thứ xung quanh mình như là iPad, điện thoại là các bạn cất sang bên. Đó là một cái cách mà các bạn phải hình dung ra câu chuyện là mình học tốt. Bên cạnh đó thì thầy cũng chia sẻ các bạn là cân đối giữa việc học với lại việc mà các bạn thư giãn và giải trí, thể thao để các bạn cân đối sức khỏe của mình. Các bạn tập trung, các bạn học nhưng mà các bạn phải bảo vệ sức khỏe để khi đó các bạn mới có một cái tinh thần minh mẫn các bạn học được. Sức khỏe của mình bao gồm ăn uống, sinh hoạt và bố trí làm sao đó các bạn đừng có phá sức. Và đặc biệt đó là không chờ nước đến chân mới nhảy. Các bạn phải học từ từ, mưa dầm thấm lâu. Thì đó là những cái kỹ năng thầy muốn chia sẻ các bạn. Và chắc chắn một điều rằng thầy thường hay nói với các bạn là trong quá trình ôn tập, thà để giọt mồ hôi đổ trên trang sách còn hơn để giọt nước mắt rớt cuối mùa thi. Chúc tất cả các bạn học sinh chúng ta luôn học tập tốt và thành công với tương lai của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, xin được cảm ơn thầy Nguyên rất nhiều. Và kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong thời gian 90 phút thì các vị khách mời, các thầy cô trong ban tư vấn của chương trình đã cung cấp và trả lời các thắc mắc thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và đợt xét tuyển đại học cao đẳng trong năm nay. Hy vọng là những giải đáp, những thắc mắc của các thầy cô đã đem lại những thông tin thực sự hữu ích cho các bạn để giúp các bạn tự tin hơn trong câu chuyện là chọn ngành, chọn trường học. Và một lần nữa, Bích Ngọc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô, các vị khách mời đã tham gia chương trình tư vấn chiều ngày hôm nay. Chương trình tư vấn hướng nghiệp xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024 với chủ đề Tiếp bước trường thi. Chương trình do tạp chí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, VNPT Bạc Liêu và kênh tuyển sinh hướng nghiệp cùng thực hiện xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UAF đã đồng hành cùng với chương trình. Và để có thêm thông tin về xét tuyển đại học cao đẳng năm nay, xin mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy vào trang website của các trường đại học để có thể tìm hiểu hoặc có thể truy cập vào website của chúng tôi để quý vị có thể có cơ hội được tìm thông tin nhanh hơn. Kênh tuyển sinh hướng nghiệp tuyểnsinhhuongnghiep.vn. Và xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cũng như các bạn học sinh đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình từ đầu đến giờ. Và xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị đại biểu, các bạn học sinh, gửi đến các bạn học sinh tỉnh Bạc Liêu lời chúc sức khỏe, lời chúc may mắn và chúc cho các bạn sẽ có một mùa thi năm 2024 thật nhiều điểm 10, thật thành công. Xin thân ái và hẹn gặp lại.